Bạn lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn tô màu những bức tranh mà mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy theo dõi mình tô màu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Nên bây giờ là đời thì khọt mỏ thì mắt chủ đà mẹ em mắt mình chủ đà màu vàng đây lạ chủ mẹ bố cắt dao đâu mà bố biết mà hết rồi. Nói anh Kiên vào trong đây là kiểu gì ấy? Chui. Chui. Chui dưới đây. Rồi, dưới đây. Ta chui, chui và đi nhà được vào. Nhảy. Nhảy lên bàn này mà nhảy vào. Ờ, anh Kiên chui mà. Đây, chú biết rẻ đây. Đây là Kiên nhảy ra. Chui thì chui vào. Nhảy thì nhảy ra. À đây là cái xếp nó phải dày. Dính nhấp. Đấy là nhảy ra rồi. Và mình đã tôi một xong đấy bạn hãy cho mình xin một like đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tô màu nha các bạn. Mẹ tô cả hết rồi. Toàn ba mắt chết luôn. Chi tưởng em này anh dưới này mẹ mua kênh được mấy cái kênh này khối tỷ mẹ không quả không mua được. Anh dưới đẳng cấp mẹ mua mấy cây khi mà đi mua cây có gì nhỏ đây là địch mẹ kết bạn lâu cái bạn giao lưu nhiều địch mẹ nó báo cáo là nếu kết bạn được với ai giờ nó cấm kết bạn mẹ ở Zalo Zalo mẹ kết bạn có ai được kết bạn kiểu mấy cái thằng khách cơ à nó xem có mua cây không. Thế thì mẹ xong nó tố cáo mình giờ đéo cho kết bạn nữa giờ Zalo nó đéo cho kết bạn nữa mày mấy thằng chó này kém lắm nhưng mà tách nó được làm được tiền hơn nhỉ địch mẹ tách nghe ba mấy đô nhỉ? Ba mấy đô ba sáu đô ba sáu đô là 800.000 một ngày 10 ngày là 8 triệu nhiều vấn đề 10 ngày 8 triệu một tháng là bây giờ mình tô màu xong chưa các bạn 8 x 3
Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn tô màu những bức tranh mà mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy theo dõi mình tô màu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Đây là phần bên ngoài nha. Thằng nào nhắn mẹ mẹ nó giống trả tiền nó gọi u có thằng gửi cái đéo gì đâu ở đây dây chì rồi có thùng rác không bút này nè gì ấy cái gì vậy điểm thi cái gì vậy nhưng mà niêm yết phòng ngang ra thì có đi vậy được à niêm yết phòng thi chứ to đi tất nhiên nó sẽ lừa nó không kéo được à mà giờ quay 1 phút rưỡi được đúng không ừ rồi quay 1 phút rưỡi bằng một lần nữa thì đầu tiên là ai ở đây phòng thi thì chơi thì thở thở chăm tìm kiếm mà giờ mẹ giật qua một tí nữa đâu xem nhau vậy là mình cho một xong nếu bạn nghe cho mình xin một like và đăng ký kênh cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều phòng số 198 mẹ ơi phòng 198 rồi cùng lớp đấy cùng lớp không mẹ khác anh cùng một thằng nào mà đời lại tí lọc các kiểu rồi lúc mạnh rồi u đi kéo phun mạnh ở dưới quá luôn đời phun mạnh luôn chắc anh ở dưới chắc anh phòng 199 này thì cái mẹ giống chung thằng nào ngồi rồi cái gì mày nghe cái đầu mày cái gì nghe chú mẹ đéo ôn đi nên mình bính bính mà cặp bính mà cặp rồi cô muốn bính rồi ngô bị cửa rồi phòng 90 phòng số 190 Lê Đình Bình Xuân Bạch Bách Sĩ Nguyễn Hưu Ngọc Ánh với lột gì Trần Quỳnh Anh ô Quỳnh Anh ở lớp bên kia ừ rồi không 190 được rồi
Vậy là mình đã tô màu xong nha các bạn.